X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Trong Tam Quốc, bên cạnh các mưu sĩ tài danh, võ tướng cũng được coi là một trong những nhân tố quan trọng đối với những trận đấu chí và lực giữa ba tập đoàn Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô. Hiểu được điều này, cả ba tập đoàn này đều chú trọng chiêu mộ nhiều binh hùng, tướng mạnh. Trong số đó, Tào Tháo được coi là một trong những ông chủ thu hút được nhiều nhân tài nhất. Ngay từ lúc gây dựng cơ nghiệp, Tào Tháo đã rất chú trọng đến việc tìm kiếm hiền tài. Trong các võ tướng hàng đầu của ông có một nhân vật đặc biệt, thậm chí còn từng được Quan Vũ coi trọng, khiến Tôn Quyền và Đông Ngô khiếp vía khi nghe thấy tên. Đó là Trương Liêu. Trương Liêu, sinh năm 169, mất năm 222, tự Văn Viễn, là người huyện Mã Ấp, quận Nhạn Môn, nay thuộc thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ông là một trong những võ tướng giỏi nhất phục vụ dưới trướng của nhà Tào Ngụy. Lúc sinh thời, ông từng tham gia vào nhiều trận đánh lớn trong Tam Quốc, trong đó nổi tiếng nhất là trận Hợp Phì với quân của Đông Ngô. Trương Liêu cũng được coi là đệ nhất đại tướng quân dưới trướng của Tào Tháo. Tương truyền 25 tuổi ông từng truy đuổi Tào Tháo. Quê hương của Trương Liêu gần biên giới nên thường xuyên bị các bộ tộc khác quấy nhiễu. Trước hoàn cảnh đó, từ nhỏ Trương Liêu đã học võ thuật để có thể bảo vệ gia đình khỏi nạn cướp bóc. Sau đó, võ công của ông ngày càng tiến bộ lợi hại. Trương Liêu bắt đầu nổi lên trong tình cảnh hỗn loạn của các cuộc chiến tranh biên giới. Về sau, Trương Liêu trở thành quan chức cai quản của huyện Nhạn Môn. Sau đó, Đinh Nguyên, Thứ sử Tinh Châu nhìn thấy dũng khí và sức mạnh của Trương Liêu nên đã dần dần từng bước nâng đỡ ông. Năm 188, Trương Liêu được Đinh Nguyên thăng chức và lệnh cho ông về kinh đô để phó tá Hà Tiến tướng quân. Tuy nhiên, tình hình trong triều có nhiều biến động, Hà Tiến tướng quân sớm bị hoạn quan giết chết. Vì vậy, Trương Liêu một thân một mình ở kinh đô buộc phải quy phục Đổng Trác, một người rất có quyền lực lúc bấy giờ. Nhưng ngay sau khi Đổng Trác bị đánh bại, Trương Liêu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang đi theo Lữ Bố và trở thành kỵ đô úy. Trong thời gian đó, Trương Liêu từng ngày trau dồi bản thân và huấn luyện đội quân của mình trở thành những quân sĩ tinh nhuệ bậc nhất. Mặc dù đã độc lập khỏi quân đội của Lữ Bố, Trương Liêu vẫn một lòng trung thành. Trong khoảng thời gian Lữ Bố bại trận bỏ chạy, ông luôn đi theo Lữ Bố. Năm 194, Lữ Bố và đội quân của Tào Tháo đại chiến ở Bộc Dương. Tào Tháo bại trận bỏ chạy, Trương Liêu cưỡi ngựa đuổi theo, truy sát khắp nơi nhưng không tìm thấy được Tào Tháo. Có lẽ do Tào Tháo mệnh lớn chưa thể chết dưới tay của Trương Liêu dễ dàng như vậy được. Năm đó, Trương Liêu chỉ mới 25 tuổi. Năm 196, Lữ Bố lợi dụng cuộc chiến của Lưu Bị với Viên Thuật để chiếm Từ Châu. Nhưng sau đó không lâu, Lưu Bị cướp đi ngựa chiến mà đội quân của Lữ Bố đã mua. Lữ Bố vô cùng tức giận và lập tức phái Trương Liêu và Cao Thuận tấn công quân của Lưu Bị. Trương Liêu đã không phụ lòng mong đợi và đánh bại quân của Lưu Bị, khiến Lưu Bị phải bỏ lại gia quyến mà chạy trốn. Năm đó Trương Liêu 27 tuổi. Năm 198, Tào Tháo đánh bại giết chết Lã Bố ở Hạ Bì, còn Trương Liêu thì bị bắt sống. Tuy nhiên, khác với màn dụ hàng đầy dụng ý của Tào Tháo dành cho Trương Liêu trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa 2010 và trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung mô tả ông là người khẳng khái chịu chết và được Quan Vũ xin hộ, Tào Tháo tha cho, ông đã quy phục họ Tào. Về biến cố thay chủ của vị tướng họ Liêu này, các tài liệu chính sử đều khẳng định Trương Liêu mới là người chủ động đầu hàng. Cụ thể, Tam Quốc Chí, Ngụy Chí phần Trương Liêu truyện có ghi lại, Thái Tổ phá Lữ Bố ở Hạ Bì, Liêu dẫn mọi người ra hàng, được bái làm trung lang tướng, ban cho tước quan nội hầu. Nói cách khác, sau khi Lữ Bố bị bắt giết, Trương Liêu và không ít trung tướng dưới trướng đã chủ động quy hàng. Trương Liêu quả thực đã không làm cho vị quân chủ họ Tào của mình thất vọng khi vươn lên trở thành một viên hổ tướng không kém cạnh cả về uy danh lẫn thực lực. Vào năm 198, do lo ngại thế lực của Lưu Bị nên Tào Tháo sai Trương Liêu và Cao Thuận đem quân đi đánh Lưu Bị ở Tiểu Bái. Lúc bấy giờ, Trương Phi Địch đánh với Trương Liêu một trận, nhưng võ tướng này sau đó lại nhanh chóng rút quân. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi đến nơi, Quan Vũ đã nói với Trương Phi rằng võ công của người này không thua gì ta và đệ. Hắn vì chính nghĩa mà có lòng ăn năn hối cải nên không đánh với ta. Dựa vào câu nói trên, có thể thấy rằng võ công của Trương Liêu không thua kém so với Quan Vũ và Trương Phi. Với một người tính cách kiêu ngạo như Quan Vũ, việc đánh giá Trương Liêu ngang hàng với mình và Trương Phi đủ để thấy ông coi trọng võ tướng này như thế nào. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa và đánh giá trong dân gian, 10 võ tướng hàng đầu trong Tam Quốc có thể kể đến Lã Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, Hứa Chử, Điển Vi, Nhan Lương và Văn Xú. Vậy, tại sao Trương Liêu, võ tướng được Quan Vũ tán thưởng là có võ công không kém ông và Trương Phi lại không có tên trong bảng xếp hạng này? Nhìn vào danh sách trên, có thể thấy Trương Liêu không phải là đối thủ của Lã Bố, người được xưng tụng là chiến thần số 1 trong Tam Quốc. Võ công và tài nghệ của Lã Bố là điều không cần phải bàn cãi.
Mặc dù được Quan Vũ tán thưởng có võ công ngang cơ, nhưng Trương Lưu tuyệt đối không phải là đối thủ của danh tướng này. Đương nhiên, ông cũng không thể đánh bại được bốn hộ tướng còn lại của Thục Hán, đó là Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Trong Tam Quốc Chí, sử gia Trần Thọ xếp Trương Lưu vào nhóm ngũ tử lương tướng của Tào Ngụy, bên cạnh bốn người là Nhạc Tiến, Vu Cấm, Trương Cáp và Từ Hoằng. Đây là năm viên tướng dũng mạnh nhất, có tài nghệ vượt trội ở dưới trướng của Tào Tháo. Tuy nhiên, Điển Vi, Hứa Trừ lại được công nhận là hai võ tướng tâm phúc mạnh nhất của Tào Tháo. Cả hai đều là tướng hộ vệ và rất được Tào Tháo tin tưởng, thậm chí yên tâm giao trọn cả tính mạng cho họ bảo vệ. Bất cứ khi nào Tào Tháo gặp phải kẻ địch mạnh, ông đều âm thầm sắp xếp cho hai võ tướng này ở bên cạnh mình. Điển Vi từng được Tào Tháo ví như Cổ Tri Ác Lai, một vị đại thần vô cùng dũng mãnh thời Trụ Vương. Trong khi đó, Hứa Trừ lại được gọi là Hổ Hầu, nhằm ví sức mạnh của ông như hổ hoang. Cả Điển Vi và Hứa Trừ từng tham gia vô số trận đánh lớn nhỏ trong đời, lập nhiều chiến tích, được Tào Tháo đánh giá rất cao. Do đó, trong đại bản doanh của Tào Ngụy, Trương Lưu chắc hẳn không phải là đối thủ của Điển Vi và Hứa Trừ. Trong trận Bạch Mã năm 200, Nhan Lương từng đánh bại Tư Hoàng chỉ trong 20 hiệp. Thành tích này quả đúng là vượt xa Hứa Trừ. Bởi khi lần đầu tiên gặp Tư Hoàng, Hứa Trừ đã đơn đấu suốt 50 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Từ đó có thể thấy thực lực của Nhan Lương mạnh hơn cả Hứa Trừ. Do đó, võ công của Nhan Lương nhất định phải vượt trội hơn Trương Lưu. Văn Xú cũng có thực lực không hề thua kém danh tướng Hà Bắc Nhan Lương. Vì nóng lòng muốn báo thù cho người anh em này, Văn Xú đã tự dẫn quân đến trước trận. Ông một mình giao đấu với cả Trương Lưu và Từ Hoàng mà vẫn thắng. Điều này có thể thấy thực lực của Văn Xú rất mạnh, đến mức các tướng lĩnh hàng đầu dưới trướng của Tào Tháo cũng đánh không lại. Trương Lưu tuy có tài dụng binh nhưng đơn đấu dường như không phải là thế mạnh của ông. Do đó, luận về võ công, Trương Lưu lại không phải là đối thủ của 10 võ tướng trên. Âu Nột tán thưởng năm xưa của Quan Vũ là lời nói không chính xác. Quan Vũ nhận xét võ công của Trương Lưu không thua gì mình, thực ra là nói quá. Câu nói của Quan Vũ thực ra có dụng ý. Ông nhìn ra Trương Lưu có ý hối cải và lo sợ Trương Phi có ý làm hại võ tướng này. Do đó, để tránh Trương Phi đơn đấu với Trương Lưu, Quan Vũ đã nói ra câu tán thưởng trên cho tam đệ của mình. Sau khi nghe Quan Vũ nói vậy, Trương Phi mặc dù là người nóng nảy nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra được ngụ ý của nhị ca nên không ra trận. Như vậy, chỉ với một câu nói mà Quan Vũ đã tránh cho Trương Lưu được một trận đơn đấu cam go. Điều này cho thấy ngoài võ công, Quan Vũ là danh tướng biết suy nghĩ thấu đáo và có tài mưu lược hơn người. Năm 215, Tôn Quyền dẫn một đội quân 100.000 binh sĩ đến Hợp Phì để chuẩn bị cho một cuộc bao vây. Thời cơ của Trương Lưu đã đến, nhưng lúc đó Trương Lưu chỉ có vài nghìn binh mã, lệnh tấn công của Tào Tháo lại rất mơ hồ. Vì vậy, Trương Lưu đã đưa ra quyết định của riêng mình và dẫn 800 kỵ binh trực tiếp tấn công vào doanh trại của Tôn Quyền trong một đêm. Trương Lưu đánh cho đại quân của nước Ngô tan tác, Tôn Quyền sợ tới mức bỏ chạy. Cho đến nhiều năm sau, Tôn Quyền vẫn còn nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với quân của Trương Lưu. Thậm chí, khi biết tin Trương Lưu bị bệnh, Tôn Quyền đã nói với thủ hạ dưới trướng rằng, dù Trương Lưu bị bệnh cũng không nên buông lòng cảnh giác, phải hết sức cẩn thận. Các hình tượng văn học hoặc hình tượng dân gian như Tào Tháo gian hùng, Quan Vũ trung nghĩa hoặc các câu chuyện như uống rượu luận anh hùng, ôn tửu trảm hoa hùng, luôn được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Bến Tiêu Diêu, Trương Lưu khét tiếng, lại là một ngoại lệ hiếm hoi không nằm trong số đó khi mà cái khét tiếng ấy lại đi liền với câu chuyện Trương Lưu dẫn 800 binh sĩ đánh phá 10 vạn đại quân khiến Tôn Quyền khóc hận trong bộ chính sử Tam Quốc Chí. Kỳ thực, hình tượng văn học thường có sức hút hơn hình tượng lịch sử bởi nó miêu tả sự việc, con người một cách sinh động hơn rất nhiều so với những ghi chép trong tư liệu lịch sử. Trong trường hợp này, ghi chép về công trạng của Trương Lưu trong trận Hợp Phì năm Kiến An thứ 20, công nguyên năm 214, có đầy đủ những phẩm chất câu khách vượt trội hơn so với miêu tả trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa nổi tiếng. Tam Quốc Chí, Trương Lưu truyện kể Tào Tháo đi đánh Trương Lỗ, lệnh cho hộ quân là Tiết Đễ mang đến một phong thư dán kín, trên có viết, giặc đến hãy mở. Ít lâu sau, Tôn Quyền vây Hợp Phì, mở phong thư ra thì thấy ghi rằng, nếu Tôn Quyền đến, Trương, Lý tướng quân ra đánh, Nhạc tướng quân giữ hộ quân, chớ có tham chiến. Trung tướng đều nghi hoặc, duy chỉ có Trương Lưu hiểu ý Tào Tháo, mới giải thích rằng phải tiên phát chế nhân, bẻ gãy thế mạnh của giặc để yên lòng quân. Thế là đêm đó Lưu tuyển mộ 800 dũng sĩ, hôm sau mặc giáp cầm kích, cùng Lý Điển xông vào trong lũy, đánh cho Ngô quân gà bay chó chạy. Tôn Quyền kinh hãi cùng thân binh chạy lên gò cao. Đến khi Quyền nhận ra Lưu ít binh, liền xua binh vây chặt. Lưu đem mấy chục thủ hạ thoát khỏi vòng vây thì nghe đám quân sĩ còn lại kêu là, tướng quân bỏ chúng ta sao? Trương Lưu liền quay vào phá vây, cứu số quân sĩ còn lại ra. Nhân mã của Quyền đều lất chạy, không ai dám địch.
đánh từ sáng sớm đến giữa trưa, người ngu mất vía. Mưu kế như quỷ thần, tráng sĩ anh hùng vô địch lại trọng nghĩa khí, qua lại giữa vòng vây quân thù như vào chốn không người, biết chọn thời cơ xuất kích, lấy sức một người thay đổi cả đại cuộc, chí mưu gồm đủ. Cuối cùng lại được kết lại bằng một câu chốt chất lừa, chiến dịch hợp phì, Liêu, Điền dùng 800 bộ tốt, phá 10 vạn giặc, kẻ dụ binh từ xưa, chưa có ai được như thế. Thử hỏi sao Tam Quốc diễn nghĩa còn không biết cam bái hạ phong, chỉ bổ sung được mấy dòng, trẻ con Đông Ngô nghe đến tên Liêu cũng không dám khóc đêm. Nhưng rốt cuộc, đây là sử hay là văn? X51 Story luận bàn. Sở dĩ câu hỏi này được đặt ra là vì có nhiều chi tiết rất đáng ngờ, tỉ như chi tiết tiên phát chế nhân, chặn thế mạnh của giặc. Rồi chi tiết xông vào vòng vây của địch giải cứu số binh sĩ bị bao vây còn lại có thế bắt gặp trong Tào Nhân truyện, Nhân lại vượt hào lũy tiến thẳng về phía trước, xông vào vòng vây của địch, bọn Ngưu Kim nhờ thế được giải thoát. Số binh sĩ còn lại chưa ra hết được, Nhân bèn quay lại đột phá, đưa hết số binh của Kim ra, giết được mấy chục người, quân giặc phải lui về. Lại nói Tôn Quyền bị tập kích bất ngờ nên phải bỏ chạy đã đành, nhưng đánh nửa ngày từ sáng đến trưa mà danh tướng Đông Ngô lại chẳng thấy ai xuất hiện để ngăn cản Liêu, trong khi trận chiến vốn được chủ bị từ lâu này xuất động hầu hết anh tài của Đông Ngô như Lã Mông, Cam Ninh, Lăng Thống là cớ làm sao. Nói việc binh bại không ghi lại cũng là vô lý vì việc Phan Trương ổn định lòng quân, Cam Ninh nâng cao sĩ khí cho đến Tống Khiêm, Từ Thịnh bỏ chạy đều nhất nhất ghi lại, sao lại không nhắc đến chuyện không thể cản mấy trăm người bọn Liêu. Điều này chỉ có hai cách giải thích. Thứ nhất, căn bản không có việc Trương Liêu dùng 800 người tập kích Tôn Quyền. Quan điểm này được La Quán Trung ủng hộ khi ông để lần ra quân duy nhất của Liêu là ở bến Tiêu Diêu với 2.000 binh mã, Nhạc Tiến, Lý Điển cũng toàn quân xuất động. Cách giải thích thứ hai là Liêu đích thực có mang 800 dũng sĩ xông trận, nhưng vốn dĩ không đến mức đánh cả nửa ngày khiến Tôn quân gà bay chó chạy mà chỉ là hành động chớp nhoáng trước khi các tướng lĩnh của Ngô kịp tập hợp. Cách giải thích thứ hai này được củng cố bằng việc Tôn Quyền dám đi Đoạn Hậu khi toàn quân rút lui, dẫn đến việc bị Trương Liêu tập kích lần hai. Nếu quả thật Liêu đã khiến Quyền khiếp đảm thì không đời nào Tôn Quyền lại dám mạo hiểm như thế. Như vậy, cho dù có thật thì hành động tập kích của Liêu, Điển chỉ mang tác dụng yên lòng phe nhà hơn là đả kích sĩ khí 10 vạn đại quân của Tôn Quyền. Huống hồ, Tôn Quyền cũng không thật sự có 10 vạn đại quân. Thử nhìn lại trận đại chiến Xích Bích năm Kiến An thứ 13. Công nguyên năm 208, khi đại quân Trung Nguyên đã đến trước cửa, quần thần Giang Đông rụng rời khiếp vía. Đây vốn dĩ là trận chiến sống còn của Tôn Ngô, Quyền phải dốc hết cả vốn. Thế nhưng Giang Biểu Truyện lại cho biết dù xin 5 vạn quân cũng đã là rất khó khăn với Quyền. 5 vạn binh khó tập hợp trong chốc lát, đã tuyển được 3 vạn người, thuyền lương chiến cụ đều đủ. Tam Quốc Chí, Chu Du Truyện cũng viết dù chỉ xin được cấp 3 vạn tinh binh. Hợp phì dẫu quan trọng, cũng chỉ là cuộc chiến xâm lược. Tầm quan trọng không thể so với cuộc chiến giữ nhà như Xích Bích, tất không thể dốc quân nghiêng nước được. Huống hồ, Kinh Nam ba quận vừa đoạt, lòng người chưa yên. TQC, Lã Đại Truyện nói, sau khi chia lại Kinh Châu với Liêu Bị, trưởng huyện An Thành là Ngô Nãng cùng Trung Lang Tướng là bọn Viên Long liên kết với Quan Vũ, lại phản loạn. Tôn Quyền không thể không để trọng binh lại nơi này, ít nhất cũng sẽ có hơn 1 vạn quân ở Hà Khẩu cho Lỗ Túc điều động. Giang Hạ, Dự Trương cũng đều phải lưu trọng binh đề phòng Quan Vũ, Tảo Nhân, không thể ít hơn 2 vạn người. Ngoài ra các nơi quan trọng như đường lui Nhu Tu Khẩu, Kiến Nghiệp, Cối Kê đều cũng cần có binh mã chu giữ. Như vậy Tôn Quyền có ít nhất 4, 5 vạn đại quân không thể điều động. Nếu quả thật Đông Ngô có thể xuất ra 10 vạn đại quân để đánh hợp phì, tổng quân số cả nước sẽ là khoảng 15 vạn, gấp 3 lần số binh mã có thể gom góp trong trận Xích Bích. Nghĩa là dân số Đông Ngô phải tăng gấp 3 lần trong vòng 6 năm, từ sau Xích Bích cho đến trước hợp phì. Điều này tất nhiên là không có khả năng, 10 vạn đại quân thật ra chỉ là hư trương thanh thế. Tôn Quyền lúc đó tối đa chỉ có thể điều động khoảng 3 đến 4 vạn quân. Nếu tính theo tỷ lệ một lính, hai phu thì vừa vặn 10 vạn người. Tuy rằng Phu Dịch cũng có thể bị điều động xông trận nhưng rất hạn chế bởi vì không được huấn luyện, tiến lui không theo lệnh sẽ làm loạn hàng ngũ, tố chất tâm lý kém. Dễ vỡ trận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí toàn quân. Cho nên khi bị Trương Liêu tập kích, quân sĩ hoảng loạn phần nhiều là do Phu Dịch mà ra. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.